Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Bí Ẩn. Và mình là Đức Thiện. Ở trong video này sẽ có gì mới cho các bạn, cùng đón xem nha. Về MC và đội chủ nhà có một chút thay đổi thì chắc hẳn mọi người cũng đã biết rồi. Nếu như ai chưa biết thì mình sẽ nhắc lại một chút nha. MC lần này sẽ là nghệ sĩ Hài Trường Giang. Còn đội chủ nhà ngồi cùng với Việt Hương không phải là nghệ sĩ Hoài Linh nữa, mà là nghệ sĩ Trấn Thành. Vậy còn khách mời lần này là ai? Chúng ta cùng xem tiếp nhé. Người đầu tiên đó là Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 Hen Niên, và cô đấy đây. Một chút thông tin dành cho các bạn thì Hoa hậu Hen Niên sinh năm 1992 và cô là Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 của Việt Nam. Sau đó cô được cử đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới năm 2018 và xuất sắc lọt vào top 5. Đây là một niềm tự hào của nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta hãy xem một vài hình ảnh về cô đấy nhé. Còn người thứ hai cũng là một hoa hậu và cô gái này cũng chỉ kém Hen Niên một chút thôi. Đó chính là Á hậu 2 của Hoa hậu Hoàn Vũ 2017, Mâu Thủy. Mâu Thủy sinh năm 1992 và năm 2012 cô đã thi Hoa hậu Việt Nam nhưng chỉ lọt vào vòng bán kết. Sau đó một năm đến năm 2013 cô tham gia chương trình Next Top Model Việt Nam và xuất sắc giành được ngôi vị quán quân, và từ đó bước đệm của cô bắt đầu phát triển. Vừa rồi là đôi nét về đội khách mời. Sắp tới chương trình sẽ được chiếu vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên sóng truyền hình HTV7, và tập đầu tiên sẽ chiếu vào ngày 19 tháng 5, tức là chủ nhật tuần này. Các bạn hãy cùng đón xem nhé. Mới đây nhất thì một số trailer của chương trình cũng đã chiếu rồi. Mình thấy được rằng là rất là hấp dẫn khi ngay tập đầu tiên thì nghệ sĩ Việt Hương đã hóa thân thành người mẫu Hoàn Vũ năm 2017 Hen Niên và mặc cái bộ trang phục đó là dao bánh mì, cũng rất là hấp dẫn. Thì mọi người hãy cùng đón xem chương trình này nhé. Đừng quên like như đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nha. Mình sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình. Cảm ơn, xin chào. Bird on a tree.